cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện, cùng Chúa Giêsu buổi sáng, tiếng gọi của tội nhân. Trong bài tin mừng hôm nay, con lắng nghe lời Chúa Giêsu nói rằng, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đối với Chúa Giêsu, những người tội lỗi không bị từ chối hay loại bỏ. Họ đều là những anh chị em được mời gọi hoán cải và hiệp thông. Lạy Cha nhân lành, trong ngày mới này, xin Ngài kéo trái tim con một lần nữa đến gần hơn trái tim Chúa Giêsu. Người luôn mời gọi con hoán cải mỗi ngày. Con đặt vào bàn tay Cha những người gây ra chiến tranh trên thế giới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp họ trở nên người ủng hộ hòa bình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, hãy theo Thầy. Bởi lẽ cuộc sống xã hội là một sự trao đổi của ân sủng và phục vụ, và vì mỗi người đều cần đến nhau, Chúa Giêsu mời gọi con đi theo Ngài như cách mời gọi hàng ngàn anh chị em khác. Con dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô hữu và khám phá ra sự phong phú của những truyền thống và lễ nghi khác nhau trong Hội Thánh Công Giáo. Trong tình hiệp thông với những ai được mời gọi theo Chúa Giêsu, cùng sự đa dạng về cách biểu đạt và ngôn ngữ của Ngài, con cầu nguyện rằng, xin giúp chúng con hiểu rõ trái tim mình và quyết tâm về hành động của mình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, này con đây, lạy Chúa, khi ngày dần buông, con lại đến trước nhan Ngài. Con lắng nghe lời thì thầm của Chúa Thánh Thần. Con suy ngẫm những điều đã diễn ra suốt trong ngày hôm nay. Con cảm tạ vì lời mời gọi mà Ngài dành cho con và cho tất cả những anh chị em khác. Liệu con có đánh giá người khác bởi những khác biệt nơi họ hay không? Con có nhận thức được sự đa dạng của những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô hữu và chào đón tha nhân như một sự phong phú hay chưa? Lạy Cha, xin tha thứ những lần con lỗi phạm và con quyết tâm thực hiện một hành động cho hòa bình và yêu thương với mọi người anh chị em vào ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.